Thưa quý vị và các bạn, trước sự xuất hiện của bệnh dịch tả heo châu Phi, trong lúc này việc chủ động phòng chống dịch của cơ quan chức năng cũng như ý thức của các hộ chăn nuôi heo là cấp thiết, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Theo thống kê của trạm chăn nuôi và thú y huyện Thoại Sơn, tổng đàn heo trên địa bàn huyện hiện có trên 13.000 con với trên 700 hộ chăn nuôi, trong đó có hơn 30 trang trại lớn nhỏ và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm khoảng 70%. Phương thức chăn nuôi chủ yếu là thức ăn chăn nuôi công nghiệp, có một số hộ sử dụng thức ăn cặn của các quán ăn nhà hàng. Đây cũng là nguy cơ lớn để dịch bệnh lây lan. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch tả heo châu Phi, trạm chăn nuôi và thú y huyện Thoại Sơn đã chỉ đạo tăng cường giám sát dịch bệnh, kết hợp với địa phương tiêu độc khử trùng, tăng sức đề kháng cho vật nuôi, hạn chế tối đa mầm bệnh, đồng thời cử đội kiểm dịch lưu động kiểm tra các điểm chợ, thường xuyên kiểm soát tại các cơ sở giết mổ, khu nuôi nhốt gia súc, khuyến cáo chủ cơ sở phải tiêu độc hàng ngày, đặc biệt là ở địa bàn giáp ranh. Lực lượng thú y và các ngành liên quan triển khai các hoạt động kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, không giết mổ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chăn nuôi kịp thời báo với cơ quan chức năng về những hiện tượng bất thường trên đàn heo. Trước tiên thì để chuẩn bị mà để phòng tốt nhất cái bệnh dịch tả châu Phi thì cái công tác tuyên truyền là rất là quan trọng. Thì hiện nay là trạm đang thực hiện đang nhận những cái tài liệu, thứ nhất như tài liệu bướm, những cái áp phích, để về chúng ta sẽ tuyên truyền cho người dân về cái biện pháp, những cái phương pháp để phòng chống cái bệnh dịch tả heo châu Phi, để nhận biết rõ người chăn nuôi phải biết cái diễn biến, cái triệu chứng bệnh như thế nào, và cái khi dịch bệnh xảy ra thì chúng ta phải thực hiện như thế nào. Nhất là chúng ta phải thực hiện cái 5-0, thứ nhất là không giấu dịch, đây là cái biện pháp quan trọng nhất để phòng chống dịch. Thứ hai nữa thì không có vận chuyển mua bán heo bệnh và heo chết, không có giết mổ tiêu thụ heo bệnh heo chết, không có vứt xác heo chết ra môi trường. Và cái cuối cùng nữa, đối với những cái hộ chăn nuôi mà thức ăn cặn để sử dụng cho heo thì chúng ta phải qua xử lý nhiệt, nấu chín tốt để chúng ta sẽ mới sử dụng cho heo ăn. Những ngày qua, ông Đỗ Văn Chức, hộ chăn nuôi heo ở xã Vọng Thê, thường xuyên theo dõi thông tin về dịch tả heo châu Phi. Tuy có nhiều năm kinh nghiệm nuôi heo, nhưng qua thông tin, ông ý thức được đây là loại dịch bệnh khá mới, có tỷ lệ thiệt hại cho đàn heo rất cao. Vì vậy, ông luôn ý thức phòng ngừa dịch bệnh cho đàn heo hơn 200 con bằng nhiều giải pháp. Chuyên gia hướng dẫn là chỉ có phòng thôi, tại vì cái dịch tả châu Phi này là nó mang cái mầm bệnh virus, là coi như là mình không có chữa được. Mà nó đã nhiễm bệnh rồi là chỉ có tỷ lệ chết là 100%. Cho nên là gia đình đó là đã nắm được thông tin đó, với kết hợp với trạm thú y bảo vệ thực vật của huyện, xã tuyên truyền, thì gia đình nó cũng bảo vệ cái tài sản đó là bằng cách như là xịt sát trùng chuồng trại, rải vôi, rồi tránh cái lây nhiễm từ cái nguồn ngoài cũng như là thực phẩm ở ngoài đi vô. Hoặc là heo không đúng nguồn gốc, là không có nhập vào. Bên cạnh nỗi lo lắng của người chăn nuôi, một số người tiêu dùng hiểu chưa đúng, tỏ ra lo lắng, không dám sử dụng thịt heo. Trước tình hình này, các ngành chức năng đang đẩy mạnh công tác truyền thông để người tiêu dùng nâng cao cảnh giác với dịch bệnh, vừa hiểu đúng chọn thực phẩm an toàn mà không quay lưng với thịt heo. Thì mỗi ngày bác đi chợ là bác lựa những cái hàng thịt mà có đóng dấu kiểm dịch của thú y đó, là những cái con heo đó là tốt, là mình mới mua về, mình mới bảo đảm ăn là không có bị. Còn những cái người mà bán mà không có đóng dấu á, thì cô không có mua. Thì cái bình mà heo đó, châu Phi đó, thì không có lây qua người, mình đã an tâm. Nhưng mà mình không có dám dùng những con heo mà không có đóng dấu. Dịch tả heo châu Phi không lây sang người nên người tiêu dùng không nên lo sợ. Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên mua thịt tại các cửa hàng uy tín, có nguồn gốc và nhãn mác rõ ràng, và nên mua thịt heo tại các nơi đã được cơ quan thú y kiểm dịch.